Tôi có ý kiến trong trong cái cuốn Quyền Căn Tư Tưởng, hình như cuốn này nó nói với cái đoạn là chúng ta tìm một cái lối đi riêng, còn nếu không là chúng ta cứ đi một cái lối mòn chung từ bao nhiêu thế kỷ của con người, của một cái sinh linh trở thành con người, cứ lặp đi lặp lại những cái con đường mòn đó hoài. Thì cái con đường mòn đó là cái gì xấu xa, cái gì mà không có được tốt đẹp. Thành ra trong cái Quyền Năng Tư Tưởng nó nói là chúng ta tự mỗi người của chúng ta hãy dạch một con đường đi, hãy khai phá cho mình một con đường đi, con đường chân thiện mỹ, con đường đi đó. Mà đừng có bao giờ lười biếng, nhút nhát hay là negative, thụ động, để rồi cứ nhào được con đường mòn từ cả hàng bao nhiêu tỷ 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 năm mà cứ đi hoài cũng được. Thành ra đây là cái điểm mà mình để ý cho con này. Nhưng Dũng nói rất đúng là mình phải phải tự mình tin, tự tin đó, đối với chân ngã của mình, bên trong của mình, chứ mình không nghe những cái con đường khác mà mình đi theo thì nhiều khi không đúng. Nhưng mà cũng có những cái rất là hữu ích cho mình, ví dụ Đức Phật chỉ như vậy, Bát Chánh Đạo chẳng hạn, mình đi cũng là tốt thôi, chứ mình đi theo con đường khác mà mình chưa có ngộ được cái gì, chưa có minh triết được đó, thì mình có thể con đường khác mình dập, nhiều khi nó không đúng. Thật ra nói thì cũng phải có hai chiều. Dũng nói mình không nên theo đường mòn người khác, nhưng mà sự thật thì phải có những cái mà mình thấy đúng mình phải theo, còn những cái là cần thiết thì mình không theo. Tôi xin bổ túc, thì đúng như là anh Hiệp nói đó, thì mình cũng phải có những cái hướng dẫn cho mình, giống như những ngọn đuốc nó đốt để cho mình đi con đường của mình. Nhưng mà con đường của mình cũng rất tốt, mỗi con đường của mỗi người đều tốt cho người đó. Ví dụ như tôi mang ví dụ con đường của tôi chẳng hạn, thì tôi đấu tranh chính trị ở trên Internet. Thì hồi đầu tôi nóng nảy lắm, tôi giữ làm chủ một diễn đàn, thế mà ai mà nói trái ý là tôi chửi te tua. Thế xong rồi anh đàn anh của tôi cũng là trong diễn đàn, anh mới nói rằng chị Thuấn nếu muốn đấu tranh chính trị thì chị phải dày da, chị phải dày như da voi. Thế từ đó trở đi thì tôi nghĩ rằng là anh nói đúng, nếu mình nóng nảy thì mình chẳng đi đến đâu cả, người ta khinh mình. Thế là từ từ tôi bỏ qua tất cả ai chửi tôi cũng mặc kệ. Thì bây giờ tôi cũng đạt được cái tính kiên nhẫn, tức là ngay cả thân nhân trong nhà mà nóng nảy với tôi thì tôi cũng mặc kệ luôn, họ chửi mặc kệ họ, đó là việc của họ. Thành ra ngay con đường của tôi là cái con đường mà nó không liên quan đến tu hành, nó cũng mang lại cho tôi một cái lợi ích về phương diện tu hành. Tôi anh Hiệp lại anh nói là đúng, nhưng mà cần nhấn mạnh lại hồi nãy Dũng nói, như chị cũng nói đó, mình đi theo con đường mòn của mình thì chút mình khám phá để mà mình đi theo con đường của chính mình chút, nhưng mà thật sự ra đó, ở vào trình độ chúng ta đó, hiện nay đó, chúng ta chưa đủ sức khám phá con đường mới, cái năng lực của chúng ta không có. Chẳng hạn như Đức Phật dạy Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo trật chỗ nào, con đường mòn đó đã hơn 2.500 năm nay trật chỗ nào, rồi cũng dưới chân thầy đó, chân sư dạy vậy đó là trật chỗ nào. Nếu mà đi theo lời dạy của dưới chân thầy, đi theo lời dạy Tứ Diệu Đế của Bát Chánh Đạo, trật chỗ nào mà mình phải khám phá con đường hay hơn Đức Phật, hay hơn chân sư Khúc Thông Minh, trật chỗ nào. Xin các lời nghĩa để nói rõ hơn cái ý của Dũng. Thật ra Dũng không phải muốn bài bác những cái con đường mà Đức Phật đã biết. Mà Dũng muốn nói là mình phải tự tin cái chân ngã, cái thượng đế tính của mình ở bên trong. Tôi hiểu. Thượng tính bên trong. Tôi biết mình tự tin, nhưng mà cái khả năng tự tin của tôi hiểu anh. Cái khả năng tự tin hiện nay của mình đó, cái trình độ hiện nay của mình đó, chưa đủ sức khám phá con đường mới. Tại sao cái con đường đó đã chỉ dẫn và hay quá, tôi đã thấy cái kết quả của nó. Tôi có ý kiến là thưa anh Nghĩa, theo tôi nghĩ cũng như chúng ta thấy trong cái xã hội tiến bộ ngày hôm nay, thí dụ như ông Facebook, ông 27-28 tuổi, ông là tỷ phú, ông lập ra được cái program đó, ông thực hiện được đó, một sự đóng góp cho nhân loại cũng là một cái kiếm tiền của ông. Có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái khả năng của chúng ta. Chứ chúng ta không có thể nói rằng chúng ta thụ động hay là bi quan rằng chúng ta không có khả năng đó, không đúng đâu.
có một cái điểm quan trọng nhất đó là chúng ta là có cái công cụ rồi, nhưng mà cái sự mài dũa cái công cụ đó, ví dụ một con dao để dùng cái sự hữu dụng của nó, thì chúng ta thiếu cái kiên trì, cái sáng suốt để chúng ta mài dùi từ một miếng sắt trở thành một con dao mấy ngày mà sử dụng cho hữu ích. Chứ chúng ta không có vấn đề thụ động, hay là chúng ta không có vấn đề bi quan rằng chúng ta không có khả năng đó, tôi không tin tưởng được đó. Tại vì cái trình độ, cái bộ óc của chúng ta rất là thiêng liêng. Bởi vậy cho nên chính trong giáo học cũng nói rõ chúng ta là một tiểu vũ trụ. Thành ra đừng bao giờ chúng ta đóng sầm cái cửa trước mắt, mà thay vì vậy đó, chúng ta hãy cứ lộn ngược dòng, hãy cứ tìm hiểu và tìm bất cứ cái gì mà chúng ta tin tưởng là đúng. Dù rằng cái level đôi khi cái tin tưởng chúng ta nó sai đi nữa, thì vẫn có một cái câu chúng ta vẫn có rút cho người là người đồ tể buông dao thành Phật. Có nghĩa rằng cái thông tin học luôn luôn kích động chúng ta, luôn luôn nhấn mạnh một điểm quan trọng là dù bất cứ hoàn cảnh nào hãy tự trọng và chủ động luôn luôn. Bởi vì cái đó là một cái chân lý duy nhất để chúng ta phát triển, chúng ta tiến hóa đúng không? Lời nói của anh hoàn toàn trúng, nhưng mà nó có hai khía cạnh. Cái khía cạnh anh nói đó, thuộc về vật chất, thuộc về hạ trí. Còn cái tôi nói đó là thuộc về tinh thần. Anh nói trúng hoàn toàn về vật chất. Cái ông đó có khả năng ổng khám phá ra được cái này, cái kia, cái nọ. Nhưng tôi nói về phương diện tinh thần. Tôi có ý kiến. Theo tôi nghĩ cái vật chất với cái tinh thần với một cái mức độ là nó là một, nó là một sự hòa hợp thôi. Bây giờ mình nói về cái luật nhân quả này, có nghĩa là cái ông đó có thể là nhân quả ông bao nhiêu tiền kiếp trước của ông như thế nào đó, để tới kiếp này nó chín mùi nó mới đạt được cái yếu tố đó. Nhưng mà cũng chứ đâu có phải là một cái sự bình thường mà nó tới. Trong giáo lý thông thiên học đã giải thích rõ cái vấn đề này. Và cái quan trọng nhất nữa đó, nếu chúng ta đi theo một người khác đó thì chúng ta mất thời gian và mất rất nhiều cơ hội để tự mình sống cho mình, tự mình trực nghiệm được, tự mình cảm nhận được, tự mình tìm được cái gì của mình. Mà cái mạnh dạng, cái nguyên tắc chánh yếu là sự can đảm, sự kiên cường của chúng ta. Chúng ta làm những cái gì chúng ta bảo vệ nó, mà dù là cái hậu quả có sai đi nữa, cái đó vẫn là một cái nhân tố tốt mà nó phát triển để chúng ta thành công trong tương lai. Chứ không bao giờ, và nhớ rằng không thể đi vào cái lối mòn của một người khác. Nó là cái ý nghĩa của tôi này. Nó không phải thuộc về tinh thần. Tôi nghĩ rằng phương pháp của anh Nghĩa cũng vẫn tốt, và tôi sẽ dùng phương pháp của anh Nghĩa để tôi tập luyện cái tính tình của tôi. Tại vì tôi có một cái tính xấu, đó là cái tính tham lam. Tôi không bao giờ tham đồ của người khác. Đồ của người khác hoàn toàn không bao giờ tham, nhưng mà tôi tham đồ của tôi. Tức là nếu mà tôi mất cái gì thì tôi buồn lắm. Thành ra tôi vẫn bao giờ tôi cũng nghĩ là tôi có cái khuyết điểm đó, và tôi chưa nghĩ được cách nào để mà giải trừ khuyết điểm đó, thì tôi sẽ bắt chước như là anh Nghĩa chỉ lúc nãy, để về tôi sẽ phải tôi thiền định về cái tính xả bỏ để làm sao tôi đừng có cái tính tham lam nữa. Vì một lần thằng con tôi nó quăng đồ của tôi ra thùng rác hết và tôi nổi giận với nó, thì cái đó tôi vẫn biết rằng nên cái đó là một cái khuyết điểm. Tôi hiểu cái ý kiến của anh Dũng, và tôi thấy rằng là ý anh Dũng nói đó là mình đừng đi theo lối mòn của người khác, chứ không phải là không đi theo lý chân thầy hay là không đi theo bà như vừa rằng theo như tôi hiểu như thế. Và cái lối mòn của người khác nó có thể nó không thích hợp với mình, mà tự mình phải tìm đường, tự mình phải bước bước lên soi đường, thì tôi hiểu như thế đó. Tôi đồng ý với chị Dân. Nhưng mà ở vào trình độ này, chúng ta hiện giờ chúng ta không có khám phá nổi cái lối mòn mới mà nó hay hơn Đức Phật, hay hơn chân sư. Bởi vì Đức Phật tới 8 lần điểm đạo, còn chân sư Cú Tư Mi tới 6 lần điểm đạo, còn chúng ta chưa có được một lần điểm đạo. Làm sao chúng ta khám phá hay hơn? Học đạo học cái cơ. Nhật. Thì tôi cũng nói những cái gì mà anh Nghĩa nói. Ví dụ như thế mà mình có quyền chọn con đường mình đi, nhưng mà mình chính mình đi thì mới tới được. Mà mình chính mình đi á, nhiều khi mình nghĩ cái con đường đó là con đường của mình, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình,
mình hiểu. Chứ thật ra những con đường đó, dù cho nó có đi tắt hay là đi vòng vòng thì nó cũng tới, nhưng mà lâu hay là mau. Ví dụ như những cái con đường mà bát chánh đạo rồi tứ diệu đế Đức Phật đã dạy ra, thì bây giờ tìm con đường nào khác hơn những con đường đó. Mình đi vòng vòng, thật ra mình nghĩ ra mình đi cũng là vô đó thôi. Để chi? Để trên con đường tiến hóa là có một con đường tiến hóa mà thôi, đó là để tiến hóa. Thì theo mình nghĩ là mình nên chọn con đường nào thích hợp tùy theo trình độ của mỗi người. Theo tôi biết, những người mình ngồi ở đây có trình độ ngang nhau, có trình độ bằng nhau không? Bởi vì nhiều ít kiếp nào mà nó đã tích lũy, mình cũng chưa biết. Tùy theo cái duyên, tùy theo nhân quả, tất cả đều là mặc theo con đường. Thì tôi nghĩ rằng đó là tùy theo cá nhân của mỗi người. Nhưng mà con đường để tiến hóa chỉ có một mà thôi. Cảm ơn. Cái kết như vậy, theo khi mà Vương dưới cái sách ký cho Đức Thầy đó, có một đoạn nói về buồn phiền hội. Vì vậy đọc cái khúc đó là buồn phiền hội. Là tất cả các giáo phái nào đều trở về một cội nguồn của Thượng Đế. Nếu chúng ta đặt tới cái ngôi vị Ta Hán hoặc trở lên nữa, chúng ta phải gia nhập buồn phiền hội thôi. Chỉ có một buồn phiền hội duy nhất trên những vũ trụ này thôi. Đúng. Đúng không quý vị? Đúng. Thành ra cái đạo Công giáo hay đạo Phật hay đạo chúng ta, bất cứ đạo nào, nếu mà người tu đúng rồi là trở về buồn phiền hội. Là một nhân viên buồn phiền hội có chỉ có trong thái duyên hệ mình. Dạ, là đúng rồi đây. Chứ không phải dạ, mình nói chỉ cái thái duyên hệ thôi. Dạ. Thì vậy thì chỉ có một thôi. Bây giờ tôi xin... có hai. Bây giờ tôi xin nói rõ. Cái phương pháp mà chỉ dẫn tham thiền đó, nó thuộc về tổng quát. Dạ. Còn cái mà Dũng nói đó, đi xa hơn nữa đó, là để dành cho những người mà được thâu nhận làm đệ tử chân sư đó. Chân sư mới chỉ một cái cách riêng thích hợp với mỗi người. Còn hiện giờ đó, chúng ta phải đi đến học tổng quát. Thì từ tổng quát đó, đó chúng ta mới được chân sư thâu nhận. Rồi khi chân sư thâu nhận rồi đó, tùy theo tánh khí của mỗi người, mới chân sư mới chỉ cái phương pháp sao. Cái đó là Dũng nói là nói giai đoạn sau. Còn tôi nói giai đoạn trước, tức là tôi nói tổng quát. Ai cũng đúng hết. Bây giờ mình nói là Đức Phật á, thật ra dạy không có hết đâu. Một ngày đó Đức Phật vô rừng đó, đệ tử xung quanh đó, Đức Phật nắm bực nắm lá trong tay vậy nè, nói giáo lý của ta dạy cho các con á, có nhiều hay không? Thì Đức Phật mấy cái đệ tử nói nhiều quá, giáo lý của Đức Phật nhiều quá, rộng rãi quá. Thì Đức Phật nói là nó như vậy đó, nhưng mà chỉ bằng nắm lá trong tay của ta cầm thôi. Còn những cái gì mà ta hiểu được không thể dạy cho các con đó, đầy trong rừng. Thật ra mình đó, có thể là không có theo những cái nắm lá này hay là nắm lá kia, nhưng mà nó vẫn đi theo con đường Đức Phật. Chứ không phải là Đức Phật dạy bát chánh đạo là hết đâu, nó còn nhiều lắm. Yeah. Thật ra mình đó, cứ theo như Dũng đó cũng là đúng, nghĩa là có những con đường khác mà, nghĩa là tránh ra thôi. Chứ con đường mà ví dụ như thiền để mở mang quyền năng hay là thần thông này kia thì mình bỏ. Nhưng mà những cái gì thích hợp nhất của mình thì mình theo thôi. Thì hồi nãy có nói là thiền á, vị là nói là thiền mỗi ngày một tiếng hay nửa tiếng á, thì đó là thiền theo nghi thức thôi. Nhưng mà thiền á, nó có là không nghi thức nữa, chứ không phải là thiền nghi thức. Nghi thức là thiền mình ngồi một chỗ, rồi mình giống như nghĩa là tưởng tượng một cái đặc tính nào đó để phát triển nó. Nhưng mà mình thiền như vậy được bao nhiêu? Bây giờ nửa giờ mình thiền buổi sáng đi, rồi một ngày 23 tiếng rưỡi đồng hồ đó mình làm cái gì? Mình không có thiền. Như vậy mà mình mong mỏi là thành công làm sao được? Thấy không? Thí dụ mình thiền về đức tánh nóng giận đi nữa, mà 23 giờ đồng hồ riêng đó mình ăn ngủ rồi đi làm này kia, mình gặp người này kia, mình vẫn nóng giận thì đâu có thành công được. Thật ra thiền đó là thiền phải đủ mọi lúc hết. Trong Phật giáo đó thiền là đi đứng nằm ngồi hay là làm cái gì cũng nhớ cái đó, nhớ cái chủ tâm của cái đó. Nghĩa là mình muốn khuyến khích về, mình muốn phát triển về cái nóng giận đó, hằng ngày mình phải nghĩ về nó. Người nào lợi, thí dụ mình thiền xong người nào lợi chọc giận mình cũng không có giận lên. Thì cái đó mới là thiền. Đó là thiền không nghi thức. Nghĩa là không phải là ngồi một chỗ, không phải là theo cái tư thế hay là theo gì hết. Thì cái đó quan trọng.